Sân. Bạn bảo anh gọn gàng à, nhưng mà bạn lại bảo anh học không giỏi à? Gọn gàng ngắn lắm. Gọn gàng ngắn lắm à? Còn tốn à? Bắt lấy thức cơm con. Đã về hả? Ừ. Như 5 giờ kém 25 mới về mà, 4 giờ 25 mới về mà.
cô kêu tôi đứng dậy trả lời mấy lần? Nghe cô kêu tôi đứng dậy trả lời mấy lần? Ba lần hả? Cô tôi trả lời được mấy câu hỏi? Rồi, cũng là đồ dùng học tập rồi.
thời gian á, học xong có thời ăn xong có thời gian rồi đem tôi soạn sách vở ra ngày mai giống như học môn chi, rồi ngày mai là học chuẩn bị học bài chi rồi mình đem ra học tiếp đi để mình chuẩn bị trước để lên cô biểu cô hỏi mà biết như kể á nhớ rồi ăn này ăn xong lên để ba lên để sách vở lên ba có cho ba bay này cũng học
qua chúng tôi qua tại con đang lấn nhỏ ngoài nhà bố hả? Kể rồi này đồ ăn này rồi đang nghỉ đây. Đi học bên của lót cũng do bên đề cuối tuần bàn tổ trưởng lên báo cáo với cô mình không chú ý trong giờ học chưa? Nay được bị nhắc nhở lên cô chưa? Chưa. Bài toán này. Chưa có. Cho cơ mà cô kêu hỏi cô mà nên thôi cô kêu hỏi cô mà hay là cô kêu hả sáng cho cơ mà cô kêu hỏi cô mà dạ sáng đi cô kêu có hỏi tôm hỏi tôm ở lục đó về tổng trạng nhau lên luôn về tổng trạng nhau lên luôn đó thấy cả tổng
là nửa những cái chỗ nguy hiểm á, hoặc là vậy là cũng có người lớn đi cùng á. Này bà con này, bên đây có người lớn, vậy là người lớn thì cái chỗ này không nguy hiểm, người lớn cho rồi thì lôi thôi, nhưng mà đi á phải hay là cái nhớ nhớ đừng có lôi lâu này, vậy là đừng có lôi đi qua những cái chỗ mà nhớ á, ví dụ rác lại nhiều á, còn là những chỗ mà người lớn lôi được chó trong ý chó thì lần lôi thôi, trải nghiệm á chú biết á. Chú biết nó cứu chứ không sạch bà ơi. Rồi bà bằng dáng lấy nám á, chiều trước thì tay rã nó đập nơi á, đập mình bao nhiêu đập phỏ, đập phỏ đi bà, đập phỏ đập nó sờ qua mới bằng dáng lấy nám rồi cũng nước thì tay rã nó bỏ tay vô rồi đấy. Thì đương nhiên rồi. Đập thì mình phải mình sẽ đập sẽ đau thì phải bỏ cái tay cô lại cho đang nữa. Nhưng mà vậy để muốn là chúng bị đập đau là nhưng mà lồn xốn thì mua chúng là cái nghiêm túc. Không phải nói chú ý. Thế là bằng giá của